Bây giờ còn món cuối cùng đây là thịt bò xào lá lốt nha. Chứ không có giờ đâu mà làm thịt bò cuốn lá lốt. Rồi, đây lá lốt tươi nè, ngoài mới vừa cắt, mới vừa bứt ra đó. Rồi, giờ mình bỏ vô mình rửa cái đã. Rồi, tí xíu nữa mình sẽ ra món thịt bò lá lốt. Rồi, đây là sau khi mà mình rửa sạch sẽ rồi, mình cắt rồi nha. Rồi đây thịt bò mình cũng ướp rồi. Rồi bây giờ mình cho lên bếp nha các bạn. Mệt á. Ở đây mình sẽ dùng xào bơ thử đây, cho nó như thế nào. Mình còn món rau cộng nữa các bạn ơi. Xay như con cờ vậy. Thích thì quay mà không thích thì nằm ập mặt xuống đó hả? Giận rồi, giận giỏi ập mặt xuống rồi. Rồi, cho thịt bò vô trước. Chắc cái lá lốt màu chín. Giận giỏi ập mặt xuống hoài vậy ha 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 ha. Đây thịt bò xào trong bếp nè.